Thưa quý vị, các vụ tai nạn liên quan đến cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản đã liên tiếp cảnh báo về an toàn phòng cháy chữa cháy, đồng thời cho thấy công tác cứu nạn cứu hộ cần được củng cố hơn nữa, bởi trong nhiều vụ cháy thì việc cứu nạn cứu hộ lại rất khó khăn. Và dự kiến ngày hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp và cho ý kiến về việc ban hành nghị định của Chính phủ về công tác cứu nạn cứu hộ. Theo nhận định của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an, thì số lượng các vụ tai nạn đang có xu hướng gia tăng và ngày càng phức tạp. Việc cứu hộ cứu nạn hiện nay vẫn còn nhiều vướng mắc trong trách nhiệm cụ thể và cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia cứu hộ cùng các biện pháp khắc phục sự cố. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu phải sớm xây dựng và hoàn thành nghị định về công tác cứu nạn cứu hộ.